Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn một cái máy bào của Voto 21V. Cái quả này á, thì mình mua ở trên Shopee. Mua để bào mấy cái gỗ này. Đó, thì ở đây là khi mình mua thì nó có nguyên một cái hộp nhựa về luôn. Cảm giác rất là chắc chắn. Ở đây là cái thân bào này. Trong đây thì nó có một cái này là cái cữ để mình gắn vô đây nè. Đó, cữ để các bạn gắn vô đây, các bạn có thể đẩy những cái gỗ cho nó thẳng. Cái này là đồ để kẹp lưỡi vô để mài. Ở đây thì lưỡi bào thì nó sử dụng một loại này, nó sử dụng cái lưỡi 82mm loại thông dụng của Makita, giống như lưỡi của Makita. Đây là chân pin, là sử dụng chân pin kiểu của Makita. Thì những cái loại này là máy bào này nó sử dụng cái điện áp rất là nhiều, nó sử dụng pin rất là mạnh, nên mình không có mua combo cả máy cả pin, mình mua pin riêng. Pin này là pin đóng nha, pin đóng Samsung. Đó. Ở đây thì khi mà khởi động, các bạn mở chế độ an toàn lên này, nhấn này xuống, rồi các bạn bấm công tắc đây là máy sẽ hoạt động. Đó. Ở bên đây thì nó có một cái lỗ này để các bạn có thể thông cái phôi bào ra. Đây, loại này thì nó sử dụng cái động cơ là không chổi than, còn đây là cái chế độ để chỉnh độ sâu của cái lưới bào, tức là chỉnh sâu xuống hoặc là nông lên tùy theo cái mục đích mình muốn bào. Rồi thì giờ mình sẽ bào thử một cái cây gỗ này để coi thử cái nha. Gỗ này gỗ gì anh? Cái này là gỗ sồi Nga. Gỗ sồi. Chưa mịn lắm nhỉ? Rồi. Bây giờ cho sâu hơn. Sâu hơn. Nó vặn cái núm nó để chỉnh cái lưỡi cho nó sâu, nông sâu á. Đây này, nó có khắc ở trên đây này. Không? Đúng rồi. Nó khắc ở đây, mình cứ chỉnh. Sợ ăn sâu này. Dạ, sâu hơn để làm gì em? Tức là phôi nó ra nhiều hơn. Để khi mà cái lượng mình cần gọt bỏ đi một cái độ nó sâu nhất thì người ta cần cái độ sâu để cho nhanh chóng. Còn cho ăn mỏng thì nó thì mình chỉ làm mịn thôi. Còn đây là gọt bỏ đi những cái phần dư thừa trong cái phôi. Tiếp tục sâu hơn chút nữa. Đinh nhỏ thì nó gọt được. Sâu nữa. Thôi được rồi, để cho mịn lại được. Mình đánh được. Đánh cho nó mịn. Quay trở về bên ngược chiều kim đồng hồ. Đánh thử đánh mịn. Trên đây nó hiển thị số 0 là cái số để mà giữ mức thấp nhất của lưỡi bào.
Khi mà vặn cái này thì nó sẽ tăng cái giảm của cái nhún này này, cái bàn này này, thì cái bàn ví dụ như nó lún sâu xuống thì nó lòi cái lưỡi ra nhiều. Đây các bạn coi này, nó lòi cái lưỡi ra nhiều thì nó sẽ ăn vô sâu kiểu vậy. Nó lòi cái lưỡi ra nhiều thì nó ăn vô phôi gỗ nó sâu. Về cái phần lưỡi bào thì nó sử dụng cái lưỡi 82 của Makita, nó thông dụng, loại này thì nó thông dụng, dễ ta thay được. Mình chưa có coi thử là cái dây Kura này nó xài của loại nào, nó mà xài dụng mấy cái máy bào thông thư dụng luôn đó thì nó sau này có cơ thể thay thế thì nó dễ đó. Động cơ thì sử dụng động cơ không chổi than, mà lưu ý các bạn là cái máy này nó kéo pin cũng kinh lắm nha. Đó, mình sử dụng thì mình phải sử dụng pin nó mạnh mạnh xíu, cái pin yếu là kéo không nổi. Mình cầm nắm thì thấy nó khá là nặng, cầm trên tay thì cảm giác nó khá là nặng cả máy cả pin luôn. Máy thì nặng lắm, máy nặng đế nhôm này, đế nhôm đúc, nó cũng giống như những cái bào thông thường khác thôi, không có gì gọi là ấy. Đây cái gỗ vừa bàn test thử ra đó. Cái con máy này thì mình cũng mua về để mình sử dụng thôi, bào gỗ lặt vặt này kia đó cho nó sáng nó đẹp ra để mình sẽ làm việc đó. À, máy này thì mình mua, mình nhớ không nhầm là mình mua cái giá là hình như khoảng 1,4 triệu. 1,4 triệu là thân máy nha, chưa bao gồm pin sạc, nó chỉ có thân máy và cái hộp nhựa này này, hộp nhựa để đựng máy và mấy cái phụ kiện tháo mở lưỡi, tháo mở cữ này kia đó. Rồi xin chào các bạn nha. Các bạn có nhu cầu muốn mua cái máy giống như vậy thì các bạn cứ xem ở trong phần thông tin mô tả, mình sẽ để cái link Shopee chỗ mình mua đó. Các bạn nào muốn tham khảo thì cứ click chỗ đó coi tham khảo, nếu thích thì mua. Rồi các bạn xem nhớ subscribe giùm mình, cảm ơn.